khán giả này chia sẻ là em năm nay 25 tuổi, có dấu hiệu của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Em lập gia đình được 3 năm và hiện có một cháu bé hơn 2 tuổi. Xin hỏi bác sĩ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có truyền nhiễm hay không? Và nếu như mà muốn sinh thêm em bé thứ hai thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi không ạ? Ồ, câu này rất hay. À, câu hỏi này rất hay là bởi vì sao? Có nhiều người vẫn tưởng là COPD là lây. Dạ. Tại sao vậy? Vì thực tế có nhiều nhà người ta không chỉ một người mà hai ba người bị. Lý do người đầu tiên bị là do hút thuốc. Dạ. Hút thuốc chủ động á, tự hút thuốc. Nhưng những người khác do không hút thuốc nhưng mà là tiếp xúc. Dạ. Rồi hoặc là sống chung một môi trường ô nhiễm như tôi nói hồi nãy. Dạ. Nha, hoặc là trong một cái công ty xí nghiệp như tôi nói nãy là ở chung một cái môi trường làm việc đó bị ô nhiễm mà. Dạ. Nên nhiều người bị. Cho nên tưởng là một người bị thì lây cho nhiều người khác. Dạ. Không phải. Do chúng ta sống chung một môi trường. Dạ. Chia sẻ chung các yếu tố nguy cơ. Cho nên chúng ta có khả năng bị. Cháu 25 tuổi, cháu bị. Con cháu hoặc chồng cháu hoặc những người sống chung nhà với cháu. Nếu có chung các yếu tố nguy cơ, thí dụ như cháu là phụ nữ 25 tuổi không hút, nhưng chồng cháu hút thuốc, hoặc ai đó sống chung nhà hút thuốc, hoặc là sống trong một cái nơi ô nhiễm vô cùng, hoặc là nấu bếp bằng than củi. Yeah. Những cái điều mà như tôi nói hồi nãy là những yếu tố nguy cơ khiến cho cái bệnh COPD tăng tiến. Thì nếu tương lai mà trong nhà có người khác bị, cháu tôi không mong các cháu bé bị đâu, vì nó bé quá. Yeah. Ở đây tôi cũng ngạc nhiên là bởi vì cháu mới 25 tuổi mà cháu bị. Như tôi nói là bệnh COPD thường thường là 40-50 tuổi không à. 25 tuổi là còn trẻ quá. Nhưng tôi khẳng định bệnh COPD không lây. Bây giờ cháu giúp giùm tôi là như những gì tôi nói trình bày nãy. Xem lại toàn bộ những gì mà nó liên quan tới yếu tố nguy cơ dẫn tới vấn đề COPD. Chúng ta loại bỏ nó. Nha. Tránh nó. Nha. Yếu tố di truyền hay là lây truyền ở COPD thì lây truyền là không được chứng minh. Di truyền thì có. Nha. Những người thiếu men alpha antitrypsin. Thôi thì cái đó là trong giới chuyên môn, nhưng mà đại khái là chúng ta có yếu tố di truyền. Yeah. Những người thiếu cái men này cộng với hút thuốc hoặc tiếp xúc yếu tố nguy cơ thì khả năng bị COPD cao hơn người thường. Cho nên không lây truyền nhưng có một ít yếu tố di truyền. Yeah. Nha. Thì thôi, tôi muốn trao đổi nếu mà cháu 25 tuổi mà bị COPD đã được chẩn đoán đúng rồi nha. Là do di truyền từ gia đình. À thì cái đó lại khác nữa. Dạ. Mà em thấy câu hỏi của bạn thì bạn nói là bạn có dấu hiệu thôi. Chứ thì em nghĩ là chắc nên phải đi thăm khám bác sĩ chuyên khoa. Đúng không ạ? Để có được những cái chẩn đoán chính xác nhất nữa. Đúng rồi. Dạ. Đấy, cái điều đó là điều rất quan trọng như tôi khẳng định. Chỉ có bác sĩ chuyên khoa mới khẳng định các bạn bị bệnh lý gì. Vậy thì mong là bạn sau cái tư vấn ngày hôm nay của bác sĩ Châu Giang là bạn đến ngay gặp bác sĩ chuyên khoa để mà có thể thăm khám và được chẩn đoán chính xác nhất. Và bên cạnh đó thì chúng ta điều trị, chăm sóc sức khỏe của mình và mình thay đổi những cái dị nguyên, những cái nguy cơ có thể gây nên phổi tắc nghẽn mãn tính COPD trong nhà, nơi làm việc của mình nữa, để bảo vệ sức khỏe của các thành viên khác, đặc biệt là những thành viên nhỏ tuổi trong nhà, và cái mong muốn là có thêm một em bé thứ hai của bạn nữa. Chúc bạn luôn khỏe và vui nha.